Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Viposep được sản xuất tại công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Viposep cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Viposep Hoạt chất Sepodosim Procetin tương đương Sepodosim 0,200mg Tá dược, tinh bột mì, Cross Low Sodium, Povidone K30, Natri Lauryl Sulfat, Magnesi Stearate, HIDROX Iperopilmethil Polyethylene glycol 6000, titanium dioxide, oh, màu sunset yellow. Dạng bào chế: Viên nén bao phim. Công dụng và chỉ định của Viposef. Sepodosim được chỉ định để điều trị các nhiễm khuẩn sau đây: Nhiễm khuẩn hô hấp trên bao gồm viêm tai giữa cấp, viêm xoang, viêm AMIDAN và viêm họng. Viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng nhiễm lậu cầu cấp chưa có biến chứng, nhiễm khuẩn đường tiểu chưa có biến chứng, nhiễm khuẩn da và cấu trúc da, cách dùng và liều dùng của Viposef, cách dùng, pha thuốc với lượng nước vừa khuấy đều, nên uống thuốc sau ăn, liều dùng, người lớn, những khuẩn hô hấp trên, kể cả viêm AMIDAN và viêm họng 100mg mỗi 12 giờ trong 10 ngày viêm phổi cấp tính mắc phải trong cộng đồng 200 mg mỗi 12 giờ trong 14 ngày nhiễm lậu cầu cấp chưa có biến chứng liều duy nhất 200 mg những khuẩn đường tiểu chưa có biến chứng 100 mg mỗi 12 giờ trong 7 ngày những khuẩn da và cấu trúc da 400 mg mỗi 12 giờ trong 7 đến 14 ngày trẻ em viêm tai giữa cấp tính 10 mg một kg một ngày tối đa 400 mg một ngày chia làm 2 lần trong 10 ngày. Viêm họng và viêm AMIDAN 10mg 1kg một, một ngày, tối đa 200mg một ngày chia làm 2 lần trong 10 ngày. Cepodosim nên được chỉ định cùng với thức ăn. Ở các bệnh nhân suy thận, độ thanh thải creatinine dưới 30ml một phút, khoảng cách giữa liều nên được tăng đến 24 giờ. Không cần phải điều chỉnh liều ở các bệnh nhân sơ gan. Chống chỉ định của Viposep người mẫn cảm với sepodosim hay bất cứ thành phần nào của thuốc. Không được dùng sepodosim cho những người bệnh bị dị ứng với các cephalosporin và người dị ứng với kháng sinh beta đến lạc tâm khác. Lưu ý khi sử dụng. Cẩn thận trọng KHI dùng thuốc này. Sepodosim không phải là kháng sinh được ưu tiên trong điều trị viêm phổi do tụ cầu và không nên dùng trong điều trị viêm phổi không điển hình do các vi khuẩn như Legionella, Eula, Mycoplasma và Chlamydia gây ra không nên dùng Viposep để điều trị viêm phổi do S. Nếu Moni, giống như tất cả các chất kháng sinh beta đến lạc tâm, các phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong đã được báo cáo. Trong trường hợp phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, phải ngưng dùng Viposep ngay và bắt đầu các biện pháp khẩn cấp thích hợp. Trước khi bắt đầu điều trị, cần xác định xem bệnh nhân có tiền sử phản ứng quá mẫn với cefpodoxime hay các loại Cephalosporin khác hay bất kỳ loại beta đến lạc tâm nào khác cần thận trọng nếu dùng Viposep cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với các thuốc beta đến lạc tâm khác. Như với tất cả các kháng sinh beta đến lạc tâm, hiếm khi xảy ra giảm bạch cầu trung tính và tăng bạch cầu hạt trong điều trị kéo dài. Đối với các trường hợp điều trị kéo dài hơn 10 ngày, nên theo dõi lượng máu và ngưng dùng thuốc nếu có giảm bạch cầu. Cephalosporin có thể được hấp thụ trên bề mặt màng tế bào hồng cầu và phản ứng với kháng thể chống lại thuốc điều này có thể tạo ra một test cung dương tính và hiếm khi thiếu máu tan huyết. Khả năng phản ứng chéo có thể xảy ra với penicillin cho phản ứng này. Sự thay đổi chức năng thận đã được quan sát thấy với kháng sinh cephalosporin, đặc biệt khi dùng đồng thời với các thuốc có khả năng gây độc thận như aminoglycoside và một hoặc các thuốc lợi tiểu. Trong những trường hợp như vậy, nên theo dõi chức năng thận. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú thời kỳ MANGTHAI. Không có dữ liệu hoặc dữ liệu hạn chế từ việc sử dụng sepodosim ở phụ nữ có thai. Các nghiên cứu trên động vật không chỉ ra tác động trực tiếp hoặc gián tiếp về độc tính sinh sản. Vì vậy cần thận trọng khi dùng thuốc cho người mang thai, chỉ dùng thuốc trong thời kỳ mang thai khi thật sự cần thiết. Thời kỳ CHOCO n bú Sepodosim được bài tiết trong sữa mẹ với một lượng nhỏ. Sepodosim có thể được sử dụng trong thời gian cho con bú. Chỉ dùng thuốc khi lợi ích lớn hơn nguy cơ. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Thuốc có thể gây chóng mặt trong quá trình điều trị, phải thận trọng khi lái xe hay vận hành máy móc. Tác dụng phụ của VIPOSEF. Tác dụng không mong muốn của Cefpodoxime tương tự như các cephalosporin đường uống khác. Nói chung thuốc được dung nạp tốt, hầu hết các tác dụng phụ qua nhanh và từ nhẹ đến vừa trong một số trường hợp. Tác dụng phụ đối với trẻ dùng thuốc tương tự như người lớn bao gồm tác dụng từ nhẹ đến vừa trên đường tiêu hóa và trên da. Máu, thiếu máu tan huyết. Hệ miễn dịch, phản ứng phản vệ, co thắt phế quản, ban xuất huyết, phủ mạch. Thận và tiết niệu, tăng nhẹ lượng ure và creatinine. Gan đến mật, tổn thương gan. Da, hội chứng Stevens đến Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc và hồng ban đa dạng. Nhiễm trùng và nhiễm khuẩn, có thể gia tăng các vi sinh vật không nhạy cảm. Hướng dẫn cách xử trí ADR Ngừng điều trị bằng sepodosim Tương tác thuốc Hấp thu sepodosim giảm khi có chất kháng axit, vì vậy tránh dùng sepodosim cùng với chất kháng axit và chất kháng hitamin H2. Probenicid giảm bài tiết sepodosim qua thận. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Viposep, đồng thời biết cách sử dụng Viposep sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham